Tàn nước bo luôn nghe. Bà mấy hôm qua được trà nước bo rồi. Mày này hát hay không? Hát hay không mà cứ nghe. Đẳng cấp, đẳng cấp. Nếu mà thiếu dùng nhạc gì chắc là vậy hát ca chúng ca sĩ rồi. Được. Đầu tư có đầu tư, có đầu tư chúng ca sĩ rồi. Đẳng cấp. Em mà anh đã biết hay chưa? Tình yêu này chẳng cần thiết. Hay. Em cần nơi bình yên chứ không phải anh kế bên. Hay. Em đừng giữ lại anh khi trái tim buồn vỡ chưa lành. Hay. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Hay. Đẳng cấp, đẳng cấp. Em đã vờ ghi hôn ai cần kề. Hey. Tai tựa đầu lên đẳng cấp. Thấy em đang đắm say. Chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đẳng cấp. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai. Nhắn này, nhắn này. Sai trái đến khi vờ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Hay, hay. Chẳng còn một ai nữa. Bất kể ai cũng dư thừa một mình. Hay đấy. Đừng khóc dưới mưa. Nên cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ. Nhưng lại quay giống cao, giống cao. Xa vờ bảo rằng mình cũng như em. Hết thương cả anh nhớ. Đáng gặp. Hay. Sự thật là chỉ mỗi quá đáng gặp. Hết thương cả anh nhớ. La đi em ơi, la đây. Hay đây. Là thấy em đi với người ta. Sao mà lại dễ quên em mà. Giọng cao hay. Cả gì đã xảy ra. Chỉ còn là nhân duyên. Nên lòng vẫn quyến luyến. 8 điểm. Mai chia cắt. Muốn cùng chẳng thấy mặt. Em đã vờ ghi hôn ai cần kề bên tai tựa đầu. Why, why, why? Thấy em đang đắm say. Chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai. Cuốn lấy say trái đến khi vờ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Đáng mẹ mang cúc nè bị lỗi hay sao tôi nghe lại coi. Cúc này bị chết hay sao vậy ta? Sao cúc này nó kỳ kỳ ta? Cuốn lấy say trái đến khi vừa lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Ôi trời ơi là trời. Ôi trời. Người đứng
Khóc sương mưa nén cơn đau vào từng nơi thở. Sự thật là chỉ một người giữ một. Hay ra. Tôi cười. Mở vô thì thấy đẳng cấp rồi sao sâu có đúng nó bị sao. Đầu tiên thì tôi thấy cũng đẳng cấp nhưng mà hút sâu nó bị sao nó không có đẳng cấp cái này. Quá tức cười. Ông này có bồ bài nào đâu. Cứ ngỡ là anh nữa. Ôi trời ơi là trời. Ôi trời ơi là trời. Mới cô bồ 2 ngày trước à. Người không máu à. Ôi trời ơi là trời. Ôi. Để chụp hình lại 20k view anh em. Xưa giờ được 21k view. Buổi trước được 21k view anh em chụp. Trời ơi là trời. Tôi chịu luôn á, tôi chịu á. Bạn này cover hay đấy anh em à. Không đùa đâu à. Hay đấy. Giọng bạn hay. Anh em không. Giọng bạn hay nhưng mà Lê Thị Khánh Hiền hả? Thế à? Coi. Giọng bạn hay đấy. Ngơ. Giọng bạn này hay đấy. Không có đùa đâu. Do bạn này giỡn hay sao á. Tôi thấy đẳng cấp mà. Tôi thấy đẳng cấp. Trung đoàn trưởng thấy đẳng cấp. Anh em vào có một like. Trung đoàn trưởng thấy đẳng cấp đấy. Đừng có giỡn. Đi. Ngơ. Khánh Hiền à. Điên. Đại chiến TikTok Vũ Thị Khánh Hiền và Trà Đặng à. Rồi.